Đây là cái đề số 12, toán 7 học kỳ 2. Tới 5 câu mà có hai bài hình. Thưa thầy, thay x bằng trừ 1 phần trừ 1 phần 2 y bằng 6 vào biểu thức 4x mũ 3 trừ 3x y. Y Ta bằng 6 có. vào biểu thức đúng không? Vâng. 4x lập trừ 3x y ta có Ta có. rồi. 4 nhân 4 nhân trừ 1 phần 2 tất cả mũ 3 trừ 3 nhân trừ 1 phần 2 nhân 6. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng trừ 1 phần 2 cộng 3 phần 2 Trừ 1 phần 2 cộng đây là 3 phần 2. 18 chia đôi đây 3 cộng với 3 là cộng với 18 Ai nhầm 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 là cộng 9 9 và bao nhiêu và bằng 17 phần 2. 17 phần 2 Vậy rồi vậy giá trị biểu thức 4x lập trừ 3x y tại có giá trị tại x bằng trừ 1 phần 2 y bằng 6 là mấy là 17 phần 2. rồi ok B gọn chỉ ra hệ số phần biến A sẽ bằng âm 3 y ngoài bàn chân là nhân 2 phần 3 x bình y chúng ta nhân phần hệ số 3 âm 3 nhân 2 phần 3 kết quả là âm 2 x x thì mũ 1 và mũ 2 cho ta x mũ 3 y mũ 1 và mũ 1 cho ta mũ 2. Gọn xong, chỉ ra phần hệ số. Phần hệ số. Hệ số là đương nhiên là âm 2. Phần biến. Phần biến là phần còn lại. Mũ 3 y mũ 2. Bài 2 cho hai đa thức F và G. Thì A là thu gọn sắp xếp hai đa thức theo lũ thừa giảm dần của biến. Đấy. Chúng ta thấy A như thế này. X mũ 5 này cộng x lập trừ 4x trừ x mũ 5 cộng 3x cộng 7. Thế chúng ta ghép mũ 5 vào mũ 5. Đúng. Mũ 3 chỉ có một mình. Mũ 2 không có. Mũ 1 thì gồm có âm 4 và dương 3. Số 7 đúng một mình. Như vậy đoạn này đúng. Thu gọn đi x mũ 5 trừ x mũ 5 hết. Còn x lập trừ x cộng 7. Đấy, như vậy ý A thu gọn F đúng. Xem thu gọn ý G theo thế nào. Thu G đề bài là 3x bình trừ x lập cộng 8x trừ 3x bình trừ 14. Mũ 3 to nhất cho nên là thành âm x lập. Rồi. 3x bình trừ 3x bình đúng. Cộng 8x trừ 14. Như vậy đoạn này đúng. Chúng ta thu gọn này. Thành âm x lập.
bình không còn nữa, cộng 8x trừ 14. Vậy là đúng. Chúng ta sang ý B. Tính F cộng G rồi tìm nghiệm. Ý B như sau. Chúng ta thấy Fx thì đề bài là x lập trừ x cộng 7. Đối chiếu là x lập trừ x cộng 7 này. Đúng. Gx thì là x lập cộng 8x trừ 14. Đấy, bạn biết sắp xếp là F cộng G là đúng rồi. Rồi. Chúng ta thấy là mũ 3 thẳng mũ 3 cộng lại với nhau hết. Mũ 1 âm x cộng 8x thì ra dương 7x, đúng. Âm 7 và trừ 14 thì thành âm 7. Này đúng, âm 7 chứ không phải âm 21 không? Âm 7, rồi. Giờ người ta bảo tìm nghiệm của F cộng G thì người ta xét F cộng G bằng 0. F cộng G bằng 0 tức là 7x trừ 7 bằng 0. Đúng, 7x trừ 7 bằng 0 thì 7x bằng 7. Dẫn đến x bằng 7 chữ 7 bằng 1. Rồi chúng ta kết luận x bằng 1 là nghiệm của đa thức fx cộng gx. Như vậy thì A và B là hoàn toàn đúng. Chúng ta vẽ hình về tầm này. Cho tam giác ABC vuông tại A. Cho tam giác ABC vuông tại A. Có AB bằng 3, C bằng 5. Rồi, đặt tên đi, A, B, C, A, B đây, C đây, cái này bằng 3cm, cái này bằng 5cm, rồi chúng ta vẽ hình đã. Tích tính AC thì chắc là dùng Pythagore rồi, thì nó thấy có một số bạn đã làm xong. Tiếp này, trên cạnh BC lấy điểm M, lấy điểm D sao cho BD bằng 3. Vậy thì BD bằng 3 tức là BD cũng chính bằng BA. Chúng ta BD bằng BA. Đây, BA bằng 3. Đấy, BA này thì BD đây, điểm D đây. Bằng BA. Đấy, chúng ta thấy BD. Đó. BD. BD này bằng 3cm. Đó. Đường thẳng vuông góc BC tại D. Đường thẳng vuông góc BC tại D. Ta vẽ đường vuông góc. Cắt cạnh và cắt cái cạnh bên dưới này tại đó. Đường thẳng vuông chỗ này D vuông, chỗ A này vuông, đường thẳng vuông góc BC tại D, cắt AC tại M, đây M đây, và cắt tia BA tại N, N đây, chứng minh MA bằng MD, MA MD và tam giác MNC cân.
MNC cân. M đây rồi, N đây rồi, ta nối với C. MNC. Y là trung điểm của CN. Đấy. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng. B, M, Y thẳng hàng. Y đây. Y là trung điểm của CN, chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Đấy. Chúng ta vẽ hình ở trong vở. Vậy là sẽ tam giác ABC vuông tại A có AB bình. ABC vuông tại A này. Vâng. Có Có rồi. AB bình cộng AC bình bằng BC bình hoặc định lý Pitaco. AB bình cộng AC bình Hoặc định lý bằng Pitaco. BC Xong rồi bình xuống đây. dòng là Và thay thay AB bằng định ba lý bình, định lý Pitaco. Còn ở dưới thay Pitagor AB bằng ba bình cộng với AC bình bằng là với suy năm ra bình, này. AB đây là 3 bình. AB là ba ba bình cộng với AC bình bằng năm bình, suy ra AC bình sẽ bằng năm bình trừ đi ba bình tương đương với 25 trừ đi 9 bằng 16. AC bình bằng 16. AC bằng mấy? Khi AC bằng 4. AC. Pha góc của tam giác thì góc C là nhỏ nhất. Còn góc Ta C xong rồi phải giải đến thích. Ta thấy vào. cái nào lớn nhất? Ta thấy cạnh BC lớn nhất. 5 cm Lớn lớn hơn hơn 3 cm. 4. À quên nhầm, lớn hơn 4. Lớn hơn 3 cm. Từ đó các em sẽ quan sát được là Suy ra BC lớn hơn lớn hơn AC, lớn hơn AB. Xong rồi suy ra góc góc A. BC tương đương với góc A lớn hơn góc B, lớn hơn góc C, Lý hoặc luận là là sao đây? tính chất quan hệ góc và cạnh đối diện trong một tam Đúng giác. rồi, tính chất góc cạnh đối diện. Góc và cạnh đối diện. Rồi, cảm ơn. Chúng ta để chứng minh cho MA và MD, ta phải xét hai tam giác có hai cạnh MA và MD. Đó là tam giác MAB và MDB. Xét tam giác MAB và cái tam giác MDB là các tam giác vuông. Là các tam giác vuông này. Có MB chung là cạnh chung. MB là cạnh chung này. Tiếp này, AB bằng DB mà DB bằng AB bằng 3 cm giả thiết. Như vậy hai tam giác này bằng nhau. MAB bằng cái tam giác MDB theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông, ghi tắt chút cạnh huyền gạch ngang cạnh cái góc vuông. Đây là trường hợp đặc biệt của tam giác vuông, cạnh huyền cạnh góc vuông. Hai tam giác này bằng nhau rồi thì suy ra được là MA sẽ bằng MD. Đây là Sao hai đấy cạnh rồi? kia.
Không biết cái góc A mà góc D là 90 độ của thầy. Là tam giác vuông đây rồi. Nếu mà em không biết cái đấy mà em biết Thì, hai góc kia bằng 90 độ cũng cũng được. đủ chứng minh được tam giác vuông được. Được, được. Hai cạnh tương ứng. Đó. Tiếp theo nữa là tam giác MNC cân. Đó, đây mới là đoạn 1 thôi, còn đoạn 2 nữa là phải chứng minh tam giác cân. Những ai hiểu cái này rồi giơ tay. IB, ID, IC nha các bạn. Y là trung điểm của CN. Y là trung điểm của CN. Y là trung điểm của CN. Suy ra từ từ đã. Mà tam giác MNC cân 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 tại M, ở đây là ý ý B, vừa chứng minh xong. Từ đó suy ra MI, MI vừa là đường trung tuyến, đường trung tuyến phải, vừa là đường cao, đường cao cách này lại hơi dài tiếp rồi. Là đường cao thôi thì nữa là cách hai, đây là cách một đi. Vừa là đường cao của tam giác CMN. Đó, tính chất tam giác cân. Cái này thì vẫn ngắn hơn cách của bọn mình. Đấy, suy ra, tóm lại là suy ra MI vuông góc với CN. MI vuông góc với CN đặt là một. Tóm lại chỗ chỗ MI vuông góc với CN. Ta lại có mà tam giác CNB có hai đường cao, có hai đường cao, đường cao CA ND, đó suy ra M sẽ là trực tâm, là giao các đường cao là trực tâm nào, trực tâm M là trực tâm của tam giác CNB. Từ đó suy ra MB vuông góc với lại CN, tức là cái đường thẳng MB chắc chắn nó cũng nằm trên cái đường cao, đặt là hai đi, từ một và hai. Suy ra IMB thẳng hàng qua M vẽ được hai đường thẳng cùng vuông góc với lại CN, đó là MI và MB. Như vậy chúng ta sẽ nối B M lại. Đó, 3 điểm thẳng hàng. Ta nhìn thấy. Chúng ta sang cách 2. IN bằng IC thì giả IN IC thì giả thiết MC bằng MN. MC bằng MN đây là ý B. À ý A. Thế còn lại là BN BC. À thôi. Tiếp này. Mà
BA bằng BD này. BA bằng BD bằng 3 cm. CNA thì bằng CD cũng IB này. Từ điều này các em sẽ suy ra được là BN bằng BC. Đây là từ 1, 2 và 3. Từ 1, 2, 3. Suy ra IMB cùng thuộc đường trung trực của CN. Cùng thuộc đường trung trực của CN. Đấy, điểm nào mà cách đều hay đầu đồng thẳng, điểm đó nằm trên đường trung trực. Mà ba điểm đều cách đều thì ba điểm đều nằm trên đường trung trực. Suy ra I, M, B thẳng thẳng. Cái này là hay nhất. Thế còn chứng minh nằm trên đường phân giác như bạn Minh cũng được. Ba cách thời vậy đã. Rồi, chúng ta thấy như sau. A trừ đi B bằng 3. Tính giá trị biểu thức này biết A trừ B bằng 3. A trừ đi B bằng 3. Điều này dẫn đến A sẽ bằng B cộng với 3. Đó. Sau đó chúng ta thay vào cái biểu thức của chúng ta. Biểu thức này sẽ bằng ở đâu có A thì chúng ta thay bằng B cộng 3 là 4 nhân với A. A ở đây chính là B cộng 3. Đây là 4A đây. Trừ đi B trên mẫu số. Mẫu số ở đây là 3A, tức là 3 nhân với A thì chúng ta thay bằng B cộng 3 cộng thêm 3 nữa, cộng tiếp 4B vẫn là 4B trừ đi A. A ở đây chúng ta thay bằng B cộng 3 trên mẫu số ở đây là 3B trừ 3. Rồi, kết quả sẽ bằng 4B cộng 12 trừ B trên chúng ta phá ngoặc ra 3B cộng 9 cộng với 3 bên ngoài cộng với bên này là 4B trừ B trừ 3 trên mẫu số là 3B trừ 3 bằng. Chúng ta thấy như sau. 4B trừ B chính là 3B. 3B cộng 12. Rồi, chúng ta ghi. Đây, chúng ta ghi đây được. Bằng 3B cộng 12. Mẫu số dưới này cũng là 3B cộng 12. Cộng với rồi, nhưng cả lớp lưu ý rằng ba cạnh của tam giác vuông phải cùng một đơn cộng với ở đây là 3B trừ 3. 4B trừ B là còn 3B, 3B trừ 3. Mẫu vẫn là 4 3B trừ 3.
Vâng. Chúng ta thấy là tất cả tử mẫu bằng nhau cho nên nó bằng 1 cộng 1. Kết quả bằng 2. Đó. Chúng ta thấy fx bằng kia rồi. Vậy thì F3 đi. F3. F3 sẽ bằng A nhân 3 bình cộng B nhân 3 cộng C bằng 9A bình cộng 3B cộng C. Đấy, giờ tiếp theo là F âm 3 sẽ bằng A nhân với âm 3 bình phương cộng B nhân âm 3, tức là ở đâu có x thì thay bằng số âm 3 thôi, cộng C. Kết quả bằng 9A bình trừ 3B cộng C. Rồi. Do F3 bằng F3 mà F3 bằng F của âm 3. Suy ra hai cái biểu thức trên ghi bằng nhau. 9A bình cộng 3B cộng với C sẽ bằng 9A bình. 9A bình trừ 3B cộng C. Chúng ta chuyển vế đi, tương đương với 9A bình cộng 3B cộng C. Chúng ta chuyển 9 đi sang thì trừ 9A bình. Chuyển âm 3 này sang bên phải thành cộng 3B. Chuyển C sang thì trừ C bằng 0. Tương đương 9A bình trừ 9A bình hết, C trừ C cũng hết, 3B cộng 3B thì là 6B. 6B bằng 0. Tương đương B chính là số 0. 6B nhé. Sáu b bằng không, b bằng không. Như vậy thì suy ra fx sẽ bằng a x bình. Đáng lẽ là cộng với b x, thôi được rồi, cộng với không x. B là không mà, cộng với c chính là bằng a x bình cộng c. Đây, fx bằng a x bình cộng c. Vậy thì ta thấy là f của âm x suy ra f x bằng mấy rồi thì f của âm x thì chúng ta thay vào đây này, chúng ta thay vào cái này, kết quả sẽ bằng a nhân âm x bình phương cộng c cũng vẫn bằng a. Âm x bình phương chính là x bình phương. Thì số âm bình phương cũng là dương. Cộng với C. Từ đây sẽ suy ra được là Fx vì F âm x bằng nhau. Vì nó đều cùng một biểu thức cả. Đó. Cho tam giác ABC vuông tại A cùng trung tuyến AM. AB bằng 9, BC bằng 15, tức là nếu mà chia 3 ra là 3 năm, tỷ lệ cạnh 3, cạnh 5. Đây. Còn lại một chút như này đây. Đấy, đại loại chúng ta vẽ theo tỷ lệ tam giác ABC vuông tại A. Biết BC bằng 15, AB bằng 9, C 15,
M là trung điểm của BC. Để vẽ trung điểm chúng ta sẽ có rất nhiều cách vẽ, nhưng chủ yếu là dùng compa. Ta có thể dùng compa để vẽ. Vẽ đường tròn đường kính tâm C và bán kính nào đó. Sau đó tiếp tục vẽ một cung tròn. Đấy, khi mà chúng ta có hai cái giao điểm rồi, chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng lên nối hai cái điểm lại nhau thì sẽ có trung điểm. Đây chính là trung điểm cần tìm. Sau đó chúng ta tẩy những cái vết vẽ cái đi. M là đường chu tuyến AM. Cái này bằng nhau. Đó. Tính AC. AC chu tuyến cái này bằng 9 này. BC bằng 9. ABC bằng 15. Tiếp trên tia đối của tia MA. Tia đối của tia MA cái em được nối A với M rồi. Để kéo ngược về thằng này. Tia đối đấy. Tia đối của tia MA nó ngược thì nó ra đường phía trên. Lấy điểm D sẽ cho MD MA. M đây rồi. MA đây. Cho MA đây. MD đây. Đó. Đây là MD. MD MA. Chứng minh tam giác MAB. MAB là mình có sẵn đi rồi. Bằng MDC, em nối D với C lại. Nối D với C lại. Rồi. IC gọi K là trung điểm của AC. E là trung điểm của AB. Đấy. K là trung điểm của AC. Chúng ta lại phải vẽ trung điểm của AC thôi. Đấy, chúng ta cứ dùng bút chì chúng ta vẽ hai cung tròn. Đây. Vẽ cái cung tròn. Rồi vẽ cung tròn tập C. Sau đó chúng ta nối hai cái này lại thì chúng ta sẽ có cái trung điểm đó. Sau đó chúng ta tẩy đi. Đấy, như vậy K sẽ là trung điểm của AC. K là trung điểm của AC. Tiếp E là trung điểm của AB. E là trung điểm của AB. Chúng ta cũng lấy trung điểm. Chúng ta đối dãi, chúng ta cứ dùng compa chúng ta vẽ. K là trung điểm của AB. Đặt tên compa vào B chúng ta quay nhé. Đó. Sau đó chúng ta nối hai điểm này lại thì chúng ta sẽ có trung điểm. Sau đó chúng ta tẩy đi. Đấy. Thì chúng ta sẽ có E là trung điểm của AB. Nếu chúng ta có cái cm chúng ta vẽ là nhanh nhất. E là trung điểm của AB. Tiếp BK cắt AD tại N. BK nối B với K. Cắt BK cắt AD nối A với D tại N. N là
Rồi, chứng minh ENC thẳng hàng. Đây, chúng ta thấy ENC đây. ENC. E đây, N đây, C đây. Thẳng hàng. Đó. Thôi được rồi, chúng ta cứ giải quyết từng ý một đã. Trước hết là giải quyết ý A. Chúng ta cùng làm ý A. Một cạnh AB là bằng 9, cạnh BC thì bằng 15. Đấy, chúng ta có thể áp dụng ý Pythagore. Như thế này. Áp dụng định lý Pythagore và tam giác ABC thì có áp dụng định lý Pythagore và tam giác ABC thì có BC bình phương bằng AB bình cộng AC bình, vậy thì dẫn đến AC sẽ bằng bình phương sẽ bằng đem BC bình trừ đi AB bình bằng 15 bình trừ 9 bình bằng 144, dẫn đến AC bằng 12 cm. Ý B. Ý B chúng ta thấy có mấy đoạn thẳng để bằng nhau. Đó là MA thì bằng MD. MB bằng MC, vậy thì hai tam giác như thế nào với nhau? Ý B trên tuyệt đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD bằng MA chứng minh hai tam giác MAB MDC bằng nhau. Xem ý B của các bạn. Xét hai tam giác này có MA, MD này giả thiết đúng. MB, MC cũng có giả thiết vì M là trung điểm. M1 và góc M2. Đây, xem M1 và M2 đi. Góc M1. Góc M1 đi. Hai đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh suy ra hai tam giác này bằng nhau thì trường hợp là cạnh góc cạnh hoàn toàn đúng, vì là hai góc đối đỉnh nên đừng ghi DD như kia. Rồi chúng ta thấy này, trong tam giác ABC ABC có KA bằng KC này. K bằng KC giả thiết. EA bằng EB. EA bằng EB cũng do giả thiết. Và MB bằng MC cũng do giả thiết. Như vậy là có 3 cái trung điểm để từ đó suy ra AM, BK, CE là ba đường trung tuyến. Của tam giác ABC. Suy ra ba đường này cắt nhau tại một điểm. Suy ra AM, BK, CE cắt nhau tại một điểm. Mà theo đề bài thì mà N là giao của AM AM và BK thì suy ra M N nó sẽ thuộc AC rồi. N chắc chắn là thằng EC cũng sẽ đi qua N. N thuộc EC. EC hay ENC thẳng hàng.